Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Mr. Cooking and Traveling. Để tiếp theo video về ẩm thực hôm nay thì mình xin gửi tới tất cả các bạn một món ăn rất là quen thuộc, đó là món cánh gà cay KFC. Để làm được món này thì các bạn hãy chú ý theo dõi hết video của mình và đừng quên nhấn like, nhấn subscribe và nhấn chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất. Và hôm nay thì mình xin gửi tới các bạn một cách làm rất là đơn giản, nhanh và làm sao cho món cánh gà này được vàng, giòn và hình thức nó phải đẹp. Sau đây thì các bạn hãy chú ý theo dõi cách làm của mình như thế nào. Ok, trước tiên thì mình có chuẩn bị cánh gà mình đã làm sạch sẽ sẵn rồi. Ở đây thì mình có sử dụng tầm khoảng 8 cái cánh gà và mình chặt làm đôi. Và mình đã rửa sạch sẽ. Và bây giờ mình ướp vào đây nửa thìa muối. Tiếp theo đó thì một thìa hạt nêm. Sau đó thì cho thêm nửa thìa tiêu. Và mình cho vào đây thêm một thìa tương ớt nữa. Mình dùng loại tương ớt cay. Và tiếp theo đó thì mình sẽ cho vào đây nửa cốc sữa nhỏ. Sữa sẽ làm cho cái cánh gà nó trắng hơn và nó sẽ làm cho cái bột của mình nó giòn hơn. Và sau đây thì mình sẽ đảo đều cái này lên và mình ướp trong vòng tầm từ 15 đến 20 phút. Trong khi chờ đợi cánh gà nó ngấm thì mình sẽ đi làm bột cho phần cánh gà. Phần bột cho vỏ cánh gà thì ở đây thì mình có sử dụng 150g bột mì. Và tiếp theo đó thì 50g bột ngô. Mình sử dụng tỷ lệ 1:3 nhé các bạn. 3 phần bột mì và 1 phần bột ngô. Tiếp theo đó thì mình cho vào đây một thìa tiêu bắp và một thìa ớt bột. Các bạn muốn cay thì các bạn có thể là cho cay thêm và thêm một thìa bột tỏi nữa. Và cho thêm vào đây một thìa muối nữa. Cộng thêm một thìa hạt nêm nữa. Để cho cái vỏ bột của mình nó được đậm đà, tất cả những gia vị nó sẽ ngấm vào hết cái vỏ này. Bây giờ xong mình sẽ trộn đều lên. Sau khi mình trộn đều lên thì mình sẽ tẩm cánh gà và mình sẽ tra cánh gà. Rất là đơn giản, rất là nhanh. Sau khi cánh gà của mình được 20 phút rồi thì bây giờ mình lấy ra. Và bây giờ thì mình trộn đều cái cánh gà lên và cho vào đây một chút bột. Để cho cái bột, cho cái cánh gà nó sẽ bám bột và nó dẻo lại một chút. Các bạn nhớ cho từ từ nhé, các bạn đừng cho nhiều quá. Khi nào cảm thấy nó dẻo lại là được. Nếu các bạn mà cho vào đây mà ít quá thì là bột nó sẽ không bám. Mà nếu mà cho nhiều quá thì sẽ bị khô và vỡ bột. Cho nên là các bạn cảm giác khi nào nó dẻo như thế này là được này. Đấy, các bạn lúc mà cái bột nó bám vào cái cánh gà cảm thấy dẻo dẻo như này là được. Đó, mình cho thêm một chút nữa. Sau khi dẻo rồi thì mình sẽ lăn qua bột và mình tra cánh gà. Món này rất là đơn giản, dễ làm và nhanh. Trẻ con nhà mình cũng rất thích món này. Đó, sau bây giờ mình lăn qua bột và mình tra thôi. Có chuẩn bị sẵn một chảo dầu và bây giờ thì dầu cũng đã nóng rồi, mình cho cánh gà và mình tra. Mình chọn cánh gà hôm nay thì mình chọn những cánh gà nhỏ một chút thì đến khi mà mình tra thì nó sẽ nhanh chín và nó sẽ mình tra sống ấy thì nó chút xì hơn, nó ngọt hơn. Nếu các bạn làm đùi gà đấy thì các bạn thì phải luộc qua tí vì cánh gà mình tra thì nó sẽ chín được đều, nhưng mà các bạn làm đùi gà thì các bạn phải luộc qua hoặc hấp qua trước khi mình tẩm ướp và mình tra bột. Món cánh gà của mình đã gần như là sắp được. Các bạn nhìn này, nó rất là vàng, bột nó bám đều và giòn. Nhìn hình thức
giống nguyên hệt như cánh gà KFC. Các bạn làm theo đúng như cách này của mình thì đảm bảo là các bạn sẽ thành công. Ok, và món cánh gà KFC của mình đã hoàn thành. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của mình và cũng như là ủng hộ mình trong thời gian qua. Hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ có nhiều video hay để gửi tới tất cả các bạn, và sẽ truyền đạt cho các bạn làm sao một cách dễ hiểu nhất, đơn giản nhất và ngon nhất. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.